Nhận định bóng đá Hà Nội với Viettel. 19:15 ngày 7 tháng 4, trước việc đối thủ đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng cả về tinh thần và lực lượng, đây có thể xem là một cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ Viettel tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ trong vòng vài ngày, Hà Nội FC liên tục rơi vào biến cố. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm rời đội bóng thủ đô sau 5 năm gắn bó. Người thay thế cho ông Nghiêm là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đương kim vô địch Viettel. Không chỉ có thời gian quá ít ỏi, ông Phúc còn mất luôn Văn Quyết và Việt Anh vì án treo giò. Sau những hành vi thiếu fair play với các cầu thủ của SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước, ngoài Văn Quyết và Việt Anh, Jovan Magno, Bruno Cunha và Đỗ Hùng Dũng cũng dính chấn thương. Với một nửa đội hình chính không thể thi đấu, tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khó khăn từ lực lượng đến định hình chiến thuật cho Hà Nội FC, đội bóng vốn dĩ đã quen với cách chơi của thầy Nghiêm suốt 5 mùa giải vừa rồi. Hà Nội FC bất ổn cũng là thời cơ vàng để Viettel vùng lên. Đội bóng áo lính chưa từng thắng được Hà Nội FC trong những trận đấu chính thức. Ngay cả ở mùa giải năm ngoái khi lên ngôi vô địch, Viettel cũng không thể đánh bại Hà Nội FC trong đối đầu trực tiếp. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng còn gọi trận hòa với Hà Nội FC là một chiến thắng với Viettel ở thời điểm bất ngờ. Bởi nếu như thua Hà Nội FC, Viettel đã không thể vô địch V-League. Trong bối cảnh mà Hà Nội FC vừa thay tướng và mất mát nhiều trụ cột, một Viettel đang có phong độ cao gồm Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Cai Quế đủ khả năng để đả bại đối thủ cùng thành phố. Qua đó có lần đầu tiên ngẩng cao đầu trên sân hàng đây khi gặp Hà Nội FC. Dự đoán 0-1.